Cô xin chào các em, đến với tiết học lịch sử và địa lý lớp 6 ngày hôm nay. Trong tiết học ngày hôm nay, cô và các em sẽ cùng ôn tập để chuẩn bị cho tiết kiểm tra đánh giá giữa học kỳ 2. Phần kiểm tra đánh giá giữa học kỳ 2, hình thức kiểm tra sẽ gồm phần trắc nghiệm và phần tự luận. Trắc nghiệm 4 điểm, tự luận 6 điểm. Và số câu trắc nghiệm trong đề là 16 câu, gồm 8 câu địa lý, 8 câu lịch sử. Số câu tự luận 4 câu, gồm 2 câu địa lý và 2 câu lịch sử. Thời gian các em sẽ làm bài trong vòng 60 phút. Hôm nay, cô sẽ ôn tập cho các em nội dung phần địa lý, gồm có phần lý thuyết. Các em sẽ ôn lại bài 14 biến đổi khí hậu và ứng phó với biến đổi khí hậu, bài 15 thực hành phân tích biểu đồ nhiệt độ và lượng mưa, bài 16 thủy quyển và vòng tuần hoàn nước, nước ngầm, băng hà. Về phần bài tập, các em sẽ làm bài tập phân tích biểu đồ nhiệt độ và lượng mưa của một địa phương. Cô và các em sẽ cùng ôn lại nội dung bài 14 biến đổi khí hậu và ứng phó với biến đổi khí hậu. Một la mã biến đổi khí hậu. Như chúng ta đã được biết, khí hậu là sự lặp đi lặp lại của thời tiết, gồm các yếu tố khí tượng như nhiệt độ, độ ẩm, lượng mưa, mây, gió ở một địa phương trong thời gian dài. Vậy, em hiểu biến đổi khí hậu là gì? Biến đổi khí hậu chính là sự thay đổi trạng thái của khí hậu so với trung bình nhiều năm trước đó. Tìm hiểu về biến đổi khí hậu, các em sẽ cần tìm hiểu về biểu hiện của biến đổi khí hậu, nguyên nhân của biến đổi khí hậu, hậu quả của biến đổi khí hậu đối với con người và cần tìm ra những giải pháp để con người nhằm giảm tránh đi được những ảnh hưởng của biến đổi khí hậu. Biểu hiện của biến đổi khí hậu là nhiệt độ trung bình của trái đất đang tăng lên, khí hậu của trái đất đang nóng dần lên và chính vì vậy sẽ làm gia tăng tốc độ băng tan trên trái đất. Nguyên nhân gây ra biến đổi khí hậu là do sự tăng nhanh của khí CO2, do các hoạt động của con người như chặt phá rừng, sử dụng nhiều nhiên liệu hóa thạch. Và biến đổi khí hậu sẽ dẫn đến hậu quả là làm cho băng tan, nước biển dâng, thiên tai xảy ra thường xuyên, đột ngột và thất thường hơn. Vậy con người chúng ta cần có những giải pháp gì? Chúng ta cần phải sử dụng tiết kiệm và hiệu quả năng lượng, sử dụng phương tiện giao thông công cộng, hạn chế dùng túi ni lông, tích cực trồng cây xanh, bảo vệ rừng. Và như vậy các em thấy, con người chúng ta chính là nguyên nhân chính gây ra biến đổi khí hậu trên toàn cầu. Phòng tránh thiên tai và ứng phó với biến đổi khí hậu. Phòng tránh thiên tai sẽ được chia ra làm 3 giai đoạn sau và mỗi giai đoạn sẽ có những biện pháp phù hợp. Giai đoạn trước khi xảy ra thiên tai, giai đoạn này con người chúng ta chủ động phòng ngừa bằng cách dự báo thời tiết, dự trữ lương thực, trồng và bảo vệ rừng, xây dựng hồ chứa nước hoặc là sơ tán người dân đến những nơi an toàn. Giai đoạn thứ hai là trong khi xảy ra thiên tai, đây là giai đoạn chúng ta sẽ ứng phó kịp thời và đảm bảo an toàn. Với những biện pháp, cần sẽ đưa người dân đến ở những nơi an toàn, hạn chế di chuyển, giữ gìn sức khỏe, sử dụng nước và thực phẩm tiết kiệm và cần làm theo dõi thông tin thiên tai. Và giai đoạn thứ ba là sau khi xảy ra thiên tai, chúng ta cần phải nhanh chóng khắc phục hậu quả của thiên tai để lại bằng những biện pháp sau: khắc phục sự cố, vệ sinh nơi ở, vệ sinh môi trường và giúp đỡ những người khác. Vậy con người chúng ta cần phải làm gì để ứng phó với biến đổi khí hậu? Chúng ta cần phải có lối sống thân thiện với môi trường hay còn gọi là lối sống xanh bằng cách tích cực sử dụng phương tiện công cộng, sử dụng xe đạp. Con người cần giảm thiểu chất thải, tiết kiệm điện, tích cực sử dụng điện từ gió, điện năng lượng mặt trời và nói không với rác thải nhựa, hạn chế tối đa việc vứt rác thải nhựa ra ngoài môi trường. Cần phải trồng nhiều cây xanh, bảo vệ rừng. Tiếp theo, cô và các em sẽ cùng ôn tập bài 15, thực hành phân tích biểu đồ nhiệt độ và lượng mưa của một địa phương. Phần 1 nhỏ. Cô sẽ hướng dẫn lại các em cách đọc biểu đồ nhiệt độ và lượng mưa của một địa phương. Theo như các em thấy, đây là hình biểu đồ nhiệt độ và lượng mưa của Valencia. Trên biểu đồ nhà này, các em thấy được rằng các yếu tố như nhiệt độ và lượng mưa sẽ được thể hiện trên cùng một biểu đồ.
với thời gian là 12 tháng hay nói cách khác là 1 năm. Và các em quan sát sẽ thấy được rằng trục dọc bên tay trái của các em là dùng để đo tính lượng mưa với đơn vị là mm. Tương tự, trục dọc bên tay phải dùng để đo tính nhiệt độ với đơn vị là độ C. Và lượng mưa sẽ được thể hiện bằng những cột màu xanh. Ở đây sẽ có 12 cột màu xanh ứng với 12 tháng trong năm. Cuối cùng, nhiệt độ được thể hiện bằng đường màu đỏ. Sau khi đã hiểu được biểu đồ nhiệt độ và lượng mưa thì chúng ta sẽ cùng làm bài tập số 1. Đầu tiên, chúng ta sẽ tìm nhiệt độ cao nhất, thấp nhất và biên độ nhiệt năm của Valencia trên hình 15.1. Khi muốn tìm nhiệt độ cao nhất, chúng ta sẽ dựa vào đường biểu diễn nhiệt độ, đó là đường màu đỏ. Và trên đường biểu diễn nhiệt độ màu đỏ này, các em sẽ chọn điểm cao nhất. Và sau đó, từ điểm cao nhất này, các em dùng thước nối một đường sang trục nhiệt độ bên phải. Và chúng ta sẽ biết được nhiệt độ cao nhất của Valencia là 15 độ C. Tương tự, chúng ta sẽ dùng cây thước đặt ngay điểm cao nhất và nối thẳng một đường từ điểm cao nhất xuống cột tháng ở bên dưới, thì chúng ta sẽ thấy được nhiệt độ cao nhất rơi vào khoảng tháng 7 và tháng 8. Và nhiệt độ thấp nhất các em cũng làm bằng cách trên. Trên đường nhiệt độ các em sẽ chọn điểm thấp nhất. Và ở đây điểm thấp nhất rơi vào khoảng tháng 1 và tháng 12. Chúng ta biết được nhiệt độ thấp nhất là khoảng 7 độ C vào khoảng tháng 1 và tháng 12. Biên độ nhiệt năm chính là nhiệt độ chênh lệch giữa tháng cao nhất và tháng thấp nhất. Để tìm được biên độ nhiệt năm, các em lấy nhiệt độ cao nhất trừ cho nhiệt độ thấp nhất là 8 độ C. Và tiếp theo, cô và các em cùng tìm về hiểu về lượng mưa của Valencia. Lượng mưa được thể hiện bằng những cột màu xanh, nên tháng nào có cột cao nhất đó chính là tháng có lượng mưa cao nhất trong năm. Và ở đây chúng ta nhìn sẽ thấy tháng có lượng mưa cao nhất đó là tháng 12 với lượng mưa khoảng 170 mm, và lượng mưa thấp nhất đó là tháng 5 với lượng mưa khoảng 80 mm. Những tháng có lượng mưa trên 100 mm, các em sẽ dùng thước nối một đường ngang đơn vị số 100 mm, và những tháng nào có cột cao từ 100 mm trở lên đó là những tháng có mưa trên 100 mm. Và ở đây chúng ta có tháng 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10, 11 và 12. Về lượng mưa trung bình năm của Valencia, các em quan sát trên biểu đồ sẽ thấy người ta sẽ có sẵn một con số, đó chính là số lượng mưa trung bình năm của Valencia, 1416 mm. Tiếp theo, cô và các em sẽ ôn tập bài 16 Thủy quyển vòng tuần hoàn nước, nước ngầm, băng hà. Một La Mã, thủy quyển, thành phần chủ yếu của thủy quyển. Các em cùng quan sát hình 16.1, tỷ lệ diện tích lục địa và đại dương ở bán cầu Bắc và bán cầu Nam. Trên hình này, các em quan sát phần chú thích sẽ thấy lục địa được ký hiệu bởi màu vàng, đại dương được ký hiệu bởi màu xanh. Quan sát hình, em hãy cho biết tỷ lệ lục diện tích lục địa và đại dương ở bán cầu Bắc, tỷ lệ diện tích lục địa và đại dương ở bán cầu Nam. Như chúng ta thấy được rằng, ở bán cầu Bắc, lục địa chiếm 39,4%, đại dương chiếm 60,6%. Ở bán cầu Nam, lục địa chiếm 19,0% và đại dương chiếm 81%. Như vậy, thì các em thấy được rằng, em hãy so sánh tỷ lệ lục địa và đại dương trên trái đất. Trên trái đất, diện tích đại dương chiếm gần 3/4 diện tích, trong khi đó lục địa chỉ chiếm 1/4 diện tích. Vậy thì nước ở trên trái đất có ở những nơi nào? Chúng ta cứ nghĩ rằng nước trên trái đất chỉ có ở các biển và đại dương. Nhưng thực tế, nước không chỉ có ở các đại dương mà nước có mặt ở khắp mọi nơi trên trái đất, tạo thành một lớp nước bao quanh trái đất của chúng ta. Chính vì nước có ở khắp mọi nơi, tạo thành một lớp bao xung quanh trái đất của chúng ta, và lớp nước đó ta gọi đó là thủy quyển. Thủy quyển chính là lớp nước bao phủ trên trái đất, và
Thành phần của thủy quyển bao gồm nước trong các biển và đại dương, bên cạnh đó sẽ gồm nước trên lục địa. Và nước trên lục địa thì các em quan sát hình sẽ thấy được rằng nước trên lục địa sẽ gồm có nước ở sông, hồ, băng, tuyết, nước ngầm và gồm có cả hơi nước trong khí quyển. Tiếp theo, phần 2 La Mã vòng tuần hoàn nước. Vòng tuần hoàn nước chính là chu trình chuyển động khép kín của nước trên trái đất gọi là vòng tuần hoàn nước. Và vòng tuần hoàn nước này, các em quan sát hình 16.3 sẽ thấy rõ, sẽ gồm có hai dạng vòng tuần hoàn nước lớn và vòng tuần hoàn nước nhỏ. Vòng tuần hoàn nước nhỏ chỉ gồm có hai giai đoạn là giai đoạn bốc hơi và nước rơi. Còn vòng tuần hoàn nước lớn có thể trải qua 3 giai đoạn bốc hơi, nước rơi và dòng chảy, hoặc 4 giai đoạn bốc hơi, nước rơi, thấm và dòng chảy. Phần 3 La Mã, nước ngầm và băng hà. Một nhỏ nước ngầm. Quan sát hình 16.4, tỷ lệ các loại nước trên trái đất. Em hãy so sánh tỷ lệ giữa nước mặn và nước ngọt trên trái đất. Chúng ta cùng quan sát hình 16.4A, nước trên trái đất. Các em sẽ thấy được rằng trên trái đất, đất nước ngọt chiếm 2,5%, nước mặn chiếm 97,5% tổng lượng nước trên trái đất của chúng ta. Vậy thì, tỷ lệ nước ngầm trong tổng lượng nước ngọt trên trái đất chiếm bao nhiêu phần trăm? Quan sát hình B, các em sẽ thấy được. Nước ngầm chiếm 30,1% trong tổng lượng nước ngọt trên trái đất của chúng ta. Vậy, dựa vào nội dung trang 168, em hãy cho biết thế nào là nước ngầm. Nước ngầm chính là nguồn nước nằm dưới bề mặt đất do mưa, băng tuyết tan và sông hồ thấm vào đất mà thành. Nước ngầm có một vai trò hết sức quan trọng đối với con người của chúng ta. Nước ngầm sẽ cung cấp nước sinh hoạt cho con người, cung cấp nước cho hoạt động sản xuất nông nghiệp và công nghiệp của con người, cung cấp nước cho sông và hồ, và nước ngầm là nguồn dự trữ nước ngọt lớn trên trái đất. Và bên cạnh đó, nước ngầm sẽ góp phần ổn định dòng chảy của sông ngòi, góp phần cố định các lớp đất đá bên trên nhằm ngăn chặn sự sụt lún đất. Cuối cùng, cô và các em sẽ cùng ôn tập phần băng hà. Như chúng ta biết, thì trên trái đất, nước ngọt chiếm 2,5%. Vậy thì, băng hà sẽ chiếm tỷ lệ bao nhiêu trong tổng lượng nước ngọt đó? Băng hà sẽ chiếm đến 68,7%, sẽ gồm có băng trên các đỉnh núi băng và các con sông băng. Như vậy, trên trái đất, 99% băng hà sẽ phân bố ở các vùng cực. Trong đó, Nam Cực chiếm đến 90% diện tích băng trên thế giới. Nam Cực chính là một châu lục nằm ở cực nam của trái đất và khoảng 98% diện tích Nam Cực là băng tuyết dày. Và Nam Cực chính là một trong những nguồn dự trữ nước ngọt lớn trên thế giới. Và theo như ước tính của các nhà khoa học, nếu như băng ở Nam Cực tan chảy hết, thì mực nước trên biển toàn thế giới sẽ dâng cao thêm 60 mét so với hiện tại. Có hai cái vai trò quan trọng đối với con người. Đầu tiên, băng ở hai vùng cực chính là nơi dự trữ nguồn nước ngọt lớn trên trái đất của chúng ta. Ngoài ra, băng ở các đỉnh núi cao, các con sông băng chính là nguồn cung cấp nước cho các dòng sông. Các em vừa ôn tập những nội dung chính của phần địa lý để chuẩn bị cho tiết kiểm tra đánh giá giữa học kỳ 2. Các em về nhà học bài theo đề cương để chuẩn bị kiểm tra. Chúc các em làm bài thật tốt. Cô chào các em.